Ok, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ cùng nhau chia sẻ và tập với nhau bài Chúa đã sinh ra của Linh Mục Thành Tâm, một trong những bài thánh ca mình rất là thích đàn vào cái mùa Noel. Thì thường cả đàn mình sử dụng cái bài này ở trong cái phần Hallelujah, giống như là thay vì hát cái thay vì đọc hoặc là hát một cái bài câu Hallelujah khác thì ca đàn mà của xứ mình nó thường hay dùng bài này để hát cái Hallelujah luôn. Chẳng hạn đọc bài đọc 1 xong bài đáp ca, bài đọc 2 mà sử dụng bài này. Thì mình không biết các ca đàn của các bạn sử dụng bài này trong cái lúc nào ha. Thì ở đây hôm nay mình sẽ cùng nhau chia sẻ bài này. Bài này rất là vui, rất là tại Chợ Thành Tâm là giống như là chuyên về nhạc trẻ mà, nên cha viết những cái bài nghe rất là vui nhộn và bắt tai. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập bài này. Thì hình như bữa giờ bài này mình chưa có hướng dẫn lần nào ở cái điệu này. Thì hôm nay đầu tiên mình sẽ nói về đề về 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 tông. Thì bài này là tông la chưởng ha, thì nó có cái khó như là cái nhịp của nó là chữ C, có nghĩa là nhịp 4/4 trẻ làm hai, có nghĩa là nhịp 2/2. Nhưng mà bây giờ ở đây mình hướng dẫn cho các bạn căn bản thôi, các bạn khỏi cần để ý cái nhịp C trẻ gì hết, các bạn chỉ cần đánh như nhịp 4/4 là được. Hai nhịp 4/4 mình rất là dễ rồi, cứ bốn nhịp một ô mà các bạn nhìn thấy cứ bốn nhịp một ô mình cứ đập đủ 4 nhịp, 1 2 3 4, 1 2 3 4, vân vân, cứ đập y chang như vậy hoài, cứ đều 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 nhau. Rồi thì đầu tiên để nói về sử dụng điệu này thì mình sẽ sử dụng điệu bebop. Điệu bebop là điệu như thế nào? Thì bebop nó sẽ như thế này. Nó là một cái điệu mà nhạc trẻ rất là hay xài. Bây giờ mình đánh mẫu cho các bạn nghe trước nha. Chẳng hạn điệu bebop. Bebop á. Đó là cách bebop mình hay đánh. Thì bây giờ đầu tiên để nói về cái phần solo, mình lúc nào cũng là ưu tiên về phần solo và phần đệm hát nó riêng, nó tách ra với nhau. Thì để solo thì cái tay trái các bạn nó sẽ đánh nó hơi khó tí xíu nha. Thì đầu tiên nó sẽ có những cái tiết tấu như thế này, nó sẽ hơi giật một tí xíu, nó gọi là mình không biết gọi là nhịp gì, nói chung là nó như thế nào. Bây giờ mình sẽ để ba cái hợp âm la chưởng, rê chưởng và mi chưởng ha. Nhịp của nó 1 2 3 4. À, hai lần đi, một cái nữa, rê mi, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Đó, rất đơn giản, các bạn cứ tập tới tập lui tay trái. Rồi chẳng hạn ở bài này ví dụ như ở mình sẽ bỏ bớt một số hợp âm, mình thấy nó cũng cũng không có cần thiết lắm ha. Thì tùy vào các bạn, mình sẽ giữ nguyên hay các bạn còn bạn thích để thì để. Ví dụ như câu đầu Chúa đã giáng trần, nó có đôi thăng thứ, mình không thể đánh đôi thăng thứ, ví dụ mình chỉ đánh luôn la chưởng thôi. Mình sẽ đánh từ cái chỗ đó, mình tập đọc tấu nha, 3 4 nè. Ở chỗ nào mà có hai hợp âm đi liên tục á thì các bạn chỉ cần nhảy đơn giản tùm chát tùm tùm chát tình tình chát tình tình. Ví dụ chỗ Chúa đã sinh ra, rê chưởng với la chưởng ha, nó chỉ có hai nhịp thôi đó. Đó, còn nếu mà các bạn giật được thì nó cũng khó hơn tí xíu. Thì mình chỉ cho các bạn cách đơn giản, ví dụ từ rê qua la tùm chát tùm tùm, hoặc là là mình chia ra nó không có giật ha. Thì tùy vào cái tay của mọi người, các bạn có thể chọn cách nào cũng được, nó cũng đều là bebop hết. Rồi đó là phần solo đơn giản như vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ nói về phần đệm. Ok, à về intro chứ. Thì intro của bài này người ta đã viết sẵn ra rồi, các bạn cứ đánh thôi ha, cũng đơn giản thôi. Đó, chẳng hạn người ta đã viết sẵn ra hết rồi.
mi fa lon mi fa thon la đó, có sẵn câu dẫn luôn, mình cứ đánh đúng bản nhạc là được. Còn ở bài này á, nếu mà sử dụng cho Hallelujah thì mình sẽ cắt đôi cái intro ra, mình sẽ đánh cái hàng số 2 thôi là được rồi. Tại Hallelujah mình dạo lâu quá thì nó cũng không hay, mình dạo ít thôi. À, mình dạo Hallelujah. Giang chân à, là mình vô luôn là Hallelujah. Còn các bạn nào mà sử dụng bài này trong hiệp lễ hay là nhập lễ gì, mình dạo dài cho nó hay. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào tiết tấu đệm của bài này. Thì bây giờ mình cũng sẽ để ba khớp âm lên, la trưởng, re trưởng và mi trưởng để mình tập tiết tấu đệm nha. Thì tiết tấu đệm sẽ như thế này. À, 1, 2, 3, 4. Rất là đơn giản, các bạn chỉ cần tập tới tập lui, tập lui hoài là nó sẽ được thôi. Thì nó sẽ có những cái này mình sẽ làm chậm này, mình sẽ có thể đánh như mình cũng được hoặc là bỏ bớt đi. À, mình nói bùm chát bùm bùm chát, mình hay thêm cái này, các bạn khỏi cần thêm cũng được đó, bỏ cũng được. Tùy ha, các bạn có hai cách luôn, mình cũng sẽ bỏ bớt cho các bạn tập luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi thẳng vào bài. À, thì đầu tiên chúa đa đa đa, những cái chỗ nào mà có hai một hợp âm thì mình đánh như vậy, những chỗ nào có hai hợp âm, ví dụ chỗ chúa đa 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 đa, các bạn có thể đánh như cái solo, các bạn có thể đánh chuyển như thế này, chúa đa sinh đa ta đa đa ta. Bạn đánh có thể nha, hoặc là các bạn sóc cái nhịp lên luôn. À, hoặc là như cái cụ bùm chát tum tum chát tum tum chát tum tum, hoặc là bùm chát tum tum chát, có hai cách luôn, các bạn có thể chọn. Rồi ha, đó là cái phần đơn giản nhất. Bây giờ mình sẽ đi vào cái sườn bài trước nha. Rồi sau khi intro xong ha, thì mình sẽ cái đàn sẽ hát Chúa đã giáng chân. Ok, Chúa đã giáng chân, 1 2 3 4, Chúa đã giáng chân, Hallelujah, ta ra 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 ta ra ra. Oh, rất đơn giản nha, mình sẽ làm mẫu lần nữa. 3 4 ti 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 ta ra 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 ta ra 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 ta ra 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 ta ra ta ra ta ra ra ta ra ta ra ta ra ta. À, thì cái bài cái điệu này nó nhanh quá và cái bài này nó cũng rất là gấp nên mình sẽ không có cái câu lót ha, thì mình chủ yếu đệm là chính thôi. Đó, còn bạn nào có thể cái tay nó khéo hơn ấy, thì các bạn có thể lót theo những cái câu rất là nhanh. Thì tùy vào, tại cái bài này nó không có quãng nghỉ dài đâu, nó chỉ có nốt đen nốt trắng là nhiều nhất, là rất là ít nốt tròn ha, dường như là không có nốt tròn luôn đó. Thì đó là phần điệp khúc. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào phần phiên khúc, thì nó sẽ như thế này. Thì phiên khúc thì mình sẽ đánh phiên khúc thì mình đánh ti 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 ti. Ok, phiên khúc thì các bạn có thể đánh không có sóc lại, bạn đánh bình thường. À, đánh nó tùm chất tinh tinh ti 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 ta ra ta 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 ra ta 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 ti 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 ti. À, mình cũng không 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 nghĩ ra được cái cách đánh khác ha, nó cũng đơn giản vậy thôi, tùm chát tùm tùm, nó tự tựa hơi lai lai tí xíu, dường như nó cũng ra cha 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 đó. Mình thì mình bản thân mình thì hay đánh
Bebop cha 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 nó hay đi chung với nhau ha, mình để mình nghe nó khác khác tí xíu. Mà qua phần phân khúc thì các bạn đánh nhẹ lại, cái tay của các bạn đánh nhẹ lại, đừng có mạnh, đừng có dập lại, Nè. nghe nó sẽ ra cái màu nó khác rồi ha. Đáng lời ngày ngày xưa đã hứa, khúc cuối đó nó có cái chỗ dặn lời người ngày xưa đã, chỗ đó các bạn dặn theo cái nhịp của cái nốt nhạc luôn. Lời người ngày xưa đã hứa, lời người ngày xưa đã hứa, hoặc là các bạn có thể dặn cho mình 8 cái nốt đơn luôn. Xưa đã 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Chúa, là người ta sẽ quay lại cái câu Chúa đã giáng chân nha. Bạn đánh đủ cho 8 nhịp nha, đừng có đánh dừa nghe nó kỳ lắm luôn á. Lời người ngày xưa đã 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Chúa đã giáng chân. Đó, vân vân. Thì đó là cái sườn bài ha. Rồi bây giờ mình sẽ đệm mẫu cho các bạn xem tham khảo. Thì cái bài này nó chỉ có đơn giản vậy thôi, mình chỉ muốn chia sẻ cái điệu bebop nó vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm lại nha, mình sẽ dạo dạo dài luôn đi, vậy mình dạo full cho các bạn tham khảo. Và cái phần này lúc mình đánh đây nè, thì mình sẽ gọi là mình đánh cái tay mình không có theo tiết tấu các bạn, mà mình sẽ đánh theo cái nốt nhạc ở trong đây, ở trong cái bài của cha Hành Tâm viết luôn. Ví dụ những cái câu những cái thế tay, ví dụ như Chúa đã chính ra chỗ này. Đó là mình dằn theo luôn. Chúa đã sinh ra Hallelujah. Đó là mình dằn theo cái giai điệu luôn ha, là cho nó khác. Còn cái phần hồi nãy mình hướng dẫn cái phần sườn bài á, thì mình có ghi ra cái tiết tấu của điệu bebop để các bạn sau này có thể áp dụng cho những bài khác. Nhưng bài này thì nó gấp quá, mình nên chuyển theo cái tiết tấu của bài luôn thì nó sẽ hay hơn. Rồi bây giờ mình làm mẫu intro. Ví dụ như bài này nhập lễ chẳng hạn, hay là gì đó cũng được nha. Thì giờ mình sẽ dạo dài full luôn các bản nhạc, cái bài đoạn intro có sẵn nha. 1, 2, 3, 4. Có thêm cái câu này nữa để mình cắt luôn nha, cái câu kết cuối cùng ha, chẳng hạn ngắt luôn. Các bạn góp ý với anh ca trưởng, người ca trưởng là ngắt cái chỗ đó luôn, chứ đừng có hallelujah nghe nó không có hay bằng ngắt luôn, thì nghe cái tiếng vang của cao đàn ngắt luôn rất là hay, tạo điểm nhấn cho bài. Ở bên cao đàn mình đó thì hát câu hallelujah, cái câu cuối cùng á thì hát hai lần, ví dụ như là một lần lớn một lần nhỏ ha, sau đó là hết mới hết. Ví dụ như cái câu cuối hallelujah đi, hallelujah đến mặt xác phàm hallelujah. Bên cao đàn mình thì cái chú ca trưởng thì muốn cao đàn mình hát như vậy, tạo điểm nhấn cho bài. Thì đó là cái phần chia sẻ của mình.
Thì các bạn có gì thắc mắc thì có thể để lại comment ở dưới. Và nếu bạn nào mà có tìm được bản nhạc này, mình nghĩ là có hết á, tại bài này có sẵn trong máy tính của mình, thì các bạn chỉ cần bấm chúa đã sinh ra chấm PDF hoặc là chúa đã sinh ra cách coi không mà bạn ghi chữ sheet á, chữ H S H E E T, S H E T là chữ sheet là bản nhạc á, là có thể nó sẽ ra đều trên Google đều có. Và những bài nào mà ở trên Google có nên mình sẽ không có chia sẻ nha. Những cái bài nào mà các bạn tìm ở trên mạng không khó luôn á thì mình mới chia sẻ, nên các bạn cứ tập tìm sheet nhạc cho nó quen đi. Và đa số những bài thánh ca này đều có trên mạng hết, mình không có lấy những cái bài thánh ca hiếm hoi lắm đâu. Nếu như có những bài nào mà không có trên mạng á, mà mình có mình sẽ chia sẻ. Ok, chúc các bạn thành công nha.